Dừng đây em nhé. Cái mép đến vạch nhỉ. Tao bỏ hết luôn. Đúng một tiếng. Thanh niên. Để ngồi vậy. Đưa ra mũi. Con mô mặc váy body nhìn ngon thế. Cứ bảo chị vào bắt taxi lên bến xe Hòa Dũng rồi bắt xe số 8. Có mỏi hết lưng. Máy đơ không ạ? Máy đơ. Đâu em quay được, quay được hết hai xem mà. Tuyển thủ Quảng Trường Mía, một tuyển thủ tiếp đội chéo. Có trong cái đâu? Vãn lão. Quảng Trường Mía đây cho đội. Ê anh, không phải. Trời ơi, anh to rồi. Tôi to vượt cao. Đàn nên tôi ăn có tập cũng phải khác chứ. Bị số 3 là thua nó mà đánh như có chiến thuật nữa. Ngoài ra thì có rất nhiều tuyển thủ thân hôm nay đã trở thành từ giải không cả đối đầu cấp cấp phải chuyên cao đấy nhỉ. Đó là không cho công ty cài được sắp thì đó chỉ là người bị phải ngồi ngồi như là không thể đông thì phải tỉnh lần phải được bỏ ngon rồi.
nó còn là kéo chi còn đẹp tiếp. Chi mấy cá buồn rồi vậy? Cặp can. Cặp cao cả bên cặp can rồi mình nhá. Còn để Năm nay Huyền Cảnh đã đầu tư sân đấu mới, rộng hơn, một tấn cả để cho bà con nào đến đây du lịch thuyền trải qua. Quay cả mà không? Quay đoạn khác. Cái quần nó bưởi to, nó bưởi cao. Mây nó to anh. Chạy chậm mày. Bà nó nhìn lết lắm. Cái này nhìn cái anh số 5, quần số 5. Ở giống lết gầy này, phế. Nhanh. Ba, thấy ảnh ba hát đẹp. Chúng tôi tổ trọng tài chuẩn bị làm nhiệm vụ hát khởi động như vậy đã một thời gian để khởi động rồi. Rồi lấy ảnh cái hàng về ba đi. Lộn trọng tài điều khiển trận đấu giữa Thành Mỹ và Tân Du là ông Nguyễn Hồng Phong, ông Nguyễn Văn Lợi, các trọng tài viên. Nguyễn Xuân Đội, ông Bùi Văn Đức, trọng tài thứ hai là Vương Như Oanh, các trọng tài là Vũ Trình. Tất cả các cổ động viên đều đến và chờ đợi trận này, chứng kiến để khám phá, để chứng kiến trận đấu này. Có rất nhiều cổ động viên ngoài thành thành và tỉnh bạn cũng đã về đây để chứng kiến những cổ động viên ngoài như là đó. Chúng mời hai đội dự khởi động. Đi huy hiệu của trận đấu là một đội chủ. Các cổ động viên ngồi xa ra khu điều hành của trận đấu. Mẹ lắm tiền nhỉ, lắm bóng nhỉ. Khu hai đường biên dọc. Cổ động viên đã tràn vào khu điều hành của trọng tài rồi. Con làm được một em. Ban tổ chức xin giới thiệu đội Vân Du và đội Thành Mỹ. Đội Vân Du trang phục áo đỏ quần đen, đội Thành Mỹ trang phục áo xanh quần đen. Theo vị trí điều khiển trận đấu này, đội chủ một ông Nguyễn Hồng Phong. Vân Du đây, Vân Du đây.
Tặng quà cho anh Nguyễn Văn Định. Và được thức xin giới thiệu trận đấu cho đội Tuấn Du và đội Thành Mỹ ở vòng bảng bảng B. Xin mời tổ tài và tuyển bộ. Mười hai đội trưởng sẽ bắt đầu tài để mười hai đội bắt tay nhau để chào. Và sau những pha bắt tay và những pha bóng phải nói là sẽ cống hiến và hấp dẫn, sẽ không có sự như hiện đây, không có sự khoan nhượng với những pha bóng đẹp. Tôi có chú có tuyển thủ từ Thanh Thuận. Mười hai đội quan lưng sang và mặc sức để kiểm tra vị trí chân. Thì đội Thành Mỹ, đội Thành Mỹ 12, 7, 2, 8, 8. Trước họ có ngồi toàn cột chú thôi.